Xin chào anh em. Hôm nay Tiến Dũng vừa về một bộ loa Bose Restyle, xin giới thiệu đến anh em ngay bây giờ. Đó là mẫu loa Bose Restyle. Bộ này bao gồm một loa súc, một hộp điều khiển kim giải mã và hai loa vệ tinh. Chúng ta sẽ cùng nghe một đoạn nhạc trước. Đây là remote zin của loa. Chúng ta có thể chuyển qua chế độ chơi analog, kết nối từ điện thoại di động hoặc từ máy tính hoặc từ đầu CD vào. Đây là âm thanh anh em nghe được từ một chiếc đầu CD. Đây là từ cổng quang. Với bộ loa Bose này, anh em hình dung nó giống như là một bộ loa vi tính. Bộ này bao gồm một loa súc, trong đây có chứa hai loa bass loại 16 cm. Súc này là súc điện, lỗ thông hơi nằm ở phía mặt trước. Với cấu tạo của bộ này, đây là giao diện phía mặt sau. Bose Restyle System Speaker. Bộ này có công suất là 300W, điện 100V, hàng được sản xuất tại USA. Với bộ này về với tình trạng còn dây cáp zin, dây nguồn zin, remote zin đầy đủ và hai loa vệ tinh phía trên đây. Đây là hai loa vệ tinh của mẫu loa này. Trong hai loa này mỗi loa có hai loa toàn giải loại 8 cm và màu xám ghi rất đẹp. Loa này anh em có thể treo tường hoặc là để bàn hoặc để bàn vi tính. Chúng ta sử dụng để nghe nhạc trong các không gian nhỏ tầm dưới 30m². Đây là hộp điều khiển kim giải mã của máy. Kết nối ngõ vào dạng optical ở đây, DVD. Kết nối ngõ vào dạng đồng trục Coaxial ở đây và kết nối ngõ vào dạng analog ở đây. Đầy đủ các tính năng rất tuyệt vời. Trên đây có một logo của Bose. Hộp này nó kích thước bằng khoảng một gói thuốc lá thôi. Đây là thông số kỹ thuật. Loa được sản xuất tại USA. Với bộ âm thanh này phù hợp cho các không gian tầm dưới 30m², sử dụng để nghe nhạc. Bộ này không karaoke được. Bộ này thích hợp cho việc nghe nhạc trong phòng ngủ, nghe nhạc trong các không gian nhỏ hoặc sử dụng như một bộ loa vi tính để trong văn phòng. Âm thanh của nó rõ nét, tiếng bass rất sâu nhờ loa súc 16 cm. Bộ này có công suất là 300W, điện 100V, tất cả bao zin, hàng Mỹ xịn. Bộ loa Bose Restyle có mức giá 8 triệu. Thì Dũng sẽ tặng kèm theo một bộ dây AV Pro N của Ý theo chương trình của tháng 4. Quý vị quan tâm sản phẩm hãy liên hệ với Tiến Dũng theo một trong hai số điện thoại trên tấm bảng màu xanh. Tiến Dũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.